trở lại kênh Tobi của Đồ Gỗ Tùng Tám. Xin trân trọng giới thiệu quý vị, bây giờ là 10 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2019, và tôi rất hân hạnh được đón tiếp vợ chồng anh Dũng Trung ở Thanh Ba, Phú Thọ. Hôm nay sang để nghiệm thu cái kệ bằng gỗ mít, chăm chăm bằng gỗ mít ta. Và đây là hình ảnh, đây là vợ chồng anh Dũng Trung ở Thanh Ba, Phú Thọ đây. Và đây là vợ chồng của anh trai của anh Dũng Trung, là cũng sang để nghiệm thu bộ cuốn thư và câu đối. Và đấy, đây là anh rất là cái TV này là giới thiệu cuốn sách là nó dài 2m4 và cao 2m1. Nhà anh Vế là xã gì ấy nhỉ? Nhà mình ở xã gì ấy nhỉ? Phương xã. Thanh xã. Cái đấy xong còn làm cái diềm diềm nó làm giỏ chưa xong. Cái diềm đấy là còn cái diềm vòng quanh ấy, nhưng mà đang làm dở chưa được. Đây là chị Trung và anh Dũng.